Thế bây giờ bên cạnh cái phương pháp dựng độ cao phối cảnh bằng mặt tường bên này thì người ta còn đi kèm thêm hay dùng thêm kèm thêm một phương pháp nữa khi dựng phối cảnh, đấy là hạ thấp mặt bằng. À, thế thì khi nào chúng ta cần hạ thấp mặt bằng? Chúng ta cần hạ thấp mặt bằng khi cái độ cao của đường chân trời nó nhỏ. Đây tôi lấy chính là cái hình cái vật thể lúc nãy đấy nha. Nhưng mà cái độ cao đường chân trời nó nhỏ. Nó nhỏ cho nên rằng là khi các bạn nối hai chùm tia lại thì cái phối cảnh chân của các bạn nó rất là hẹp, đúng không ạ? Đấy, các bạn rất thấy rất hẹp. Đây tôi zoom to lên thì nhìn nó còn đỡ. Đấy, nhưng mà nó vẫn như thế này là vẫn rất là bị dẹt. Đấy. Nếu mà để theo tỷ lệ nhỏ là gần như là các nét này là nó hơi trùng nhau. Đấy. Nếu mà tôi để thấp hơn nữa thì các bạn nhìn thấy là có vẽ được không? Nếu mà phối cảnh chân mà nếu mà vẽ phối cảnh chân mà cái độ cao H này nó thấp như này, các bạn thấy có vẽ nổi không ạ? Trùng hết cả nét. Đúng không? Thế này thì không thể nào dựng được phối cảnh của vật thể, tại vì độ cao phối cảnh quá thấp. Đấy. Thì trong cái trường hợp này thì người ta sẽ xử lý bằng cách là gì? Hạ cái mặt phẳng vật thể xuống một độ cao H ngang tùy ý. Hạ mặt phẳng vật thể V xuống một độ cao H ngang tùy ý để sao cho dựng cái phối cảnh mặt bằng nó dễ hơn. Đấy gọi là hạ hạ thấp mặt phẳng vật thể. Đấy. Thì các cái bước thực hiện sẽ như sau. Bước thứ nhất. Chúng ta sẽ vẽ phối cảnh của cái mặt bằng hạ thấp. Chúng ta không vẽ ngay ở chỗ phối cảnh của cái mặt bằng ở cái vị trí thực tế này, không vẽ ở đây mà đi vẽ phối cảnh mặt bằng hạ thấp nhá. Bằng cách là chúng ta hạ cái tịch tiến cái đáy tranh DD này xuống một khoảng H ngang tới vị trí là D ngang DD ngang song song và cách DD khoảng đây khoảng H ngang. Đấy. Mặt phẳng vật thể cũ thì tương ứng với đáy tranh DD, mặt phẳng vật thể mới là V ngang tương ứng với đáy tranh DD ngang, đúng không? Đây là bước 1 này gọi là vẽ phối cảnh mặt bằng hạ thấp này, thì đầu tiên ta sẽ tịnh tiến cái đáy tranh này xuống. Sau khi tịnh tiến nó rộng, cái này rộng bao nhiêu tùy ý các bạn nhé. Các bạn có thể cho nó cao gần hay xa tùy ý. Nhưng mà đã là bị hẹp rồi thì các bạn kéo cái DD ngang này xuống xa như này để cho cái phối cảnh mặt bằng này sẽ dựng dễ hơn. Thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa tất cả những cái điểm này này không phải vẽ ở từ hình chiếu thẳng góc, không phải đưa lên DD mà chúng ta đưa trực tiếp lên trên DD ngang. Đấy, đưa trực tiếp lên DD ngang. Đấy, dòng đưa lên DD ngang. Những cái điểm này là điểm cũ tôi chấm đây nhá. Thế còn đây là điểm mới nhá. Đấy, các bạn không cần phải khi đã tính đến việc hạ thấp mặt bằng các bạn không cần phải chấm những điểm này ở trên cái đáy tranh DD gốc. Đừng có chấm vào làm gì cho rối hình. Chúng ta chỉ chấm các cái điểm này trực tiếp lên trên DD ngang thôi. Đấy. Và các bạn cũng chả cần ghi số ngang nữa, các bạn ghi xuống đây thẳng là 6, đây là ED, đây là 4 vân vân cũng được. Nó chỉ là tên gọi thôi mà. Nó không quan trọng lắm. Đấy. Ở đây tôi ghi rõ ra để các bạn thấy được cái quan hệ. Khi tôi gióng thẳng xuống là về cơ bản là tôi hạ thấp cái đáy tranh DD xuống thôi. Sau khi định tiến xong thì chúng ta tiến hành vẽ cái phối cảnh mặt bằng hạ thấp giống như là vẽ phối cảnh ở cái vị trí mặt bằng gốc này. Nối các cái chùm tia lẻ về điểm E phẩy, nối các cái điểm chẵn, xác định chùm tia chẵn về điểm F phẩy. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái phối cảnh mặt bằng lúc này sẽ dễ vẽ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Nó không còn bị dẹt khi như là khi chúng ta vẽ ở cái hệ thống phối cảnh gốc, mà lúc này là phối cảnh của mặt bằng đã hạ thấp, lúc này nó sẽ nhìn nó sẽ dễ hơn rất nhiều rồi. Đấy thì lúc này các bạn xác định được cái mặt bằng hạ thấp nhé. Thế thì sau khi xác định được xong cái phối cảnh mặt bằng hạ thấp này thì chúng ta kết hợp luôn ở trong bước này, đó là gì ạ? Tôi sẽ dùng luôn tường bên. Đã hạ thấp mặt bằng thường người ta kết hợp với tường bên để người ta dựng độ cao phối cảnh. Chứ người ta không đi dựng độ cao phối cảnh trực tiếp nữa nha.
Thế cho nên rằng là ở đây tôi sẽ dùng luôn, kết hợp luôn cái phương pháp A, tức là dựng độ cao phối cảnh dùng cái tường bên này. Đây, tôi làm lại các cái bước lúc nãy. Đầu tiên là chúng ta sẽ chấm một cái điểm G phẩy bất kỳ trên tranh, kẻ một cái mặt tường bên ra. Cái đường thẳng đứng này là V1R. Cái đường này thì là V2R, nhưng mà thôi chúng ta không cần ghi chú nữa nhá. Đây tôi ghi chú cái V1R để lát đánh độ cao trên này các bạn theo dõi cho dễ. Tôi không ghi V2R ở đây cho đỡ rối. Thì cái điểm G phẩy này các bạn kéo vào đây, các bạn sẽ cho cắt vào vị trí này là vị trí D, D ngang là đáy tranh hạ thấp. Thì khi kéo lên trên này nó sẽ cắt vào vị trí DD gốc tại một điểm. Thì nối DD gốc với cả điểm G phẩy thì cái đường này là cái đường độ cao của cái tường khi chưa hạ thấp mặt bằng. Độ cao tường bên khi chưa hạ thấp. Còn đây là độ cao của cái đáy tường bên khi đã hạ thấp mặt bằng. Đấy. Các bạn cần cái nét này là để khi các bạn dựng phối cảnh chân ở cái vị trí này này thì các bạn bắn lên đây các bạn gióng sang được cái vị trí phối cảnh chân ở cái độ cao bằng 0. Đường này là đường độ cao 0. Độ cao bên dưới này là độ cao hạ thấp, các bạn có thể hiểu là độ cao âm. Lên trên này mới là độ cao thực của nó. Đúng không? Từ cái đường này đi lên mới là độ cao thực. Còn bên dưới này thì các bạn hình dung là nó là độ cao âm. Đấy. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ đi dựng ví dụ dựng cái phối cảnh của điểm A, đúng không ạ? Dựng phối cảnh của điểm A. Các bạn đặt trên cái đường V1R này cái độ cao là HA. Đấy chưa? Thì các bạn lưu ý rằng độ cao HA này các bạn phải đặt từ cái đáy. Các bạn phải đặt từ cái đáy tranh DD này đo lên. Đấy, từ đáy tranh DD đo lên. Còn nếu các bạn mà đặt từ cái đáy tranh DD ngang này đo lên thì cái độ cao điểm A này các bạn phải cộng thêm cái H ngang này vào. Có vậy thôi. Đấy, lưu ý nhá. Nếu như mà các bạn đo cái độ cao mà các bạn tính từ cái điểm này là giao của cái đáy tường với cả mặt đáy tranh hạ thấp thì xác định cái vị trí A0 các bạn phải đo tôi là HA cộng H. Đấy. Còn nếu mà các bạn đo trực tiếp từ cái vị trí giao với đáy tường với cả đáy tranh gốc thì các bạn đo nguyên HA trên hình chiếu thẳng góc đưa sang là xong. Đấy, lưu ý cái này. Dựng độ cao HA đấy là A0. Bắn trở về cái điểm G phẩy để xác định cái đường tỷ lệ độ cao. Sau đó thì từ điểm A phẩy đây, đây là A phẩy 2 đã hạ thấp, tôi không dựng tôi không dựa trên cái phối cảnh gốc này mà mặt bằng hạ gốc này mà tôi dựng dựa trên cái phối cảnh mặt bằng hạ thấp. Từ cái điểm này A phẩy 2 ngang này bắn nó sang cái đáy tường này. Từ đáy tường là từ cái điểm giao này bắn lên cái đường đường tỷ lệ độ cao HA. Bắn ngang sang. Sau đó thì từ A phẩy 2 kéo lên tìm được vị trí A phẩy. Có A phẩy rồi. Nếu các bạn muốn tìm thêm A phẩy 2, tức là phối cảnh chân thực của nó. Đây là phối cảnh chân hạ thấp nhá. Có hiểu có, các bạn có thể hiểu nó là phối cảnh chân ảo thôi. Chứ còn trên thực tế cái đáy công trình nó nằm ở trên đây cơ. Thì muốn tìm được cái A phẩy 2 này thì các bạn nhớ rằng là cái đường độ cao này các bạn sẽ cho cắt vào đáy tường. Đấy, ở cái đường độ cao 0, đường đáy tường này là đường độ cao 0 này. Sau đó thì bắn ngang sang. Gặp cái tia gióng từ A phẩy 2 gióng lên thì các bạn sẽ ra được cái phối cảnh chân của điểm A. Đấy, là A phẩy 2. Thì các bạn nên tìm những cái điểm này để các bạn dựng cái công trình, các bạn còn có cái đế đúng không ạ? Trong một số trường hợp nếu như mà công trình nhìn từ quá xa mà không cần đến phối cảnh chân, người ta vẽ mặt trước công trình nó là khu rừng gì đấy, nó che hết cái phối cảnh chân này rồi thì các bạn không cần dựng phối cảnh chân nữa thì không cần vẽ cái đường này cũng được. Thế nhưng mà đây là với cái bài tập của chúng ta là công trình chúng ta vẽ nó là độc lập, nó không có những cái chi tiết cây cối rồi nhà cửa xe cộ xung quanh thì vẫn nhìn thấy được cái yêu cầu phải nhìn vẽ được cái đáy, cái đế của công trình thì bắt buộc các bạn phải tìm cho tôi được cái phối cảnh chân. Đấy, thì phối cảnh chân tìm đó là dùng tường bên thì gióng lên cái đường độ cao 0, cắt sang. Đấy là điểm A. Tương tự với những điểm còn lại. Đấy, điểm B. Đường độ cao HB đây.
Đấy, B phẩy 2 ngang đúng không? Đây là điểm B độ cao HB đây, bắn nó về G phẩy ra được cái đường tỷ lệ độ cao HB. Từ B phẩy 2 bắn ngang sang đáy tường, gióng lên đường tỷ lệ độ cao HB, bắn sang. Từ B phẩy 2 gióng vuông góc lên thì ra được B phẩy. Ở đây tôi không cần tìm cái B phẩy 2 làm gì, các bạn kéo dài cái E phẩy nối với A phẩy 2 này ra, kéo dài ra thì cái tia này cắt lên nó sẽ cắt đây là chính là B phẩy 2 này. Đúng không? Nhưng B phẩy 2 tôi cần chả cần tìm tại vì điểm này tôi cũng chả cần chấm trên phối cảnh đáy làm gì đúng không? Tôi cần đỉnh này và tôi cần cái điểm C ở đây cơ. Trên điểm này tôi không cần thiết nên tôi cũng không cần phải đi tìm B phẩy 2 nhá, không cần phải đánh dấu B phẩy 2 làm gì cho nó rối rối hình ra. Tiếp theo chúng ta tìm nốt điểm C thôi ạ. Điểm C đây thì vì nó cùng độ cao với điểm A cho nên dựa trên cái nguyên tắc phương cái tính chất đó là các cái đường song song tụ về cùng một điểm tụ thì chúng ta kéo dài E phẩy A phẩy rồi từ C phẩy 2 ngang ở cái phối cảnh mặt bằng hạ thấp gióng thẳng lên nó sẽ cắt vào cái tia đó, hai tia này cắt nhau thì sẽ ra được cái vị trí C phẩy. Như vậy chúng ta cũng có được A phẩy, B phẩy và C phẩy đấy. Đồng thời là gióng dưới cái đường E phẩy với A phẩy 2 kéo dài ra thì các bạn tìm luôn được C phẩy 2 chứ các bạn không phải bắn vào tường này xong rồi gióng lên đường độ cao không rồi gióng ra đấy, nó lại thừa nét không cần thiết. Chúng ta cần phải hạn chế tối đa các cái nét thừa mà chúng ta cố gắng là suy ra từ những nét có sẵn nha. Đấy thì dựng được cái này thôi. Đây là mặt trước của ngôi nhà. Xong rồi tương tự như thế kia, cái cạnh còn lại hướng còn lại tụ về F phẩy. Đấy thì điểm F phẩy ở đây chỗ này cũng đánh dấu tên đồ thức tôi cũng bị nhầm, bị trùng tên. Tôi phải cho nó thành G phẩy. Đây là G phẩy 2 đúng không ạ? Cùng độ cao với C thì bắn lên. Nó tia này và tia này cắt nhau. Hai thằng này cùng cắt nhau đây tụ về tia này cắt về đây này. Đấy thì ra ra đây là điểm này, điểm G phẩy này. Đấy. Đấy, G phẩy, tôi không đánh tên nữa cho nó đỡ rối. Tương tự E phẩy 2 thì đây sẽ gióng lên là E phẩy. Đấy, tô bóng, tô vào. Đấy chưa? Thì đây là cái cách dựng cái hình chiếu phối cảnh có kết hợp với cả các cái phương pháp hỗ trợ. Đó là hạ thấp mặt bằng và dùng tường bên. Thì cái phối cảnh chính này của các bạn nó sẽ không bị chồng đè cái phối cảnh mặt bằng này vào đây. Nhìn cái hình nó sẽ đỡ rối hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Tất cả những cái hình chỉ phối cảnh của mặt bằng hạ thấp nó tách biệt ra khỏi cái phối cảnh chính thì chúng ta sẽ không bị khi gióng ta không bị rối. Và các cái việc dựng độ cao phối cảnh chúng ta không phải là kéo ra dựng hết ở đây mà chúng ta đẩy hết sang cái tường bên này. Sau đó thì các bạn có thể là nếu không cần dùng đến thì các bạn sẽ người ta nếu mà vẽ trên tờ giấy ấy, người ta không cần đến tường bên này nữa thì người ta sẽ dùng kéo người ta cắt cái tờ giấy này đi. Đấy, coi như bỏ cái tường bên này đi. Chúng ta chỉ cần đến cái phối cảnh thôi mà. Thì cắt bỏ cái phần này đi và xong. Đấy. Cái điểm này các bạn tiềm tụ của cái tường bên này các bạn nếu các bạn muốn các bạn cho trùng luôn vào F phẩy cũng được, không vấn đề gì cả để cho nó đỡ rối, còn nếu không thì các bạn tách nó riêng ra, tường bên tách riêng ra khỏi cái cụm điểm tụ này cũng không sao.